sẽ có thêm dâu hiền, nhà gái có thêm rể thảo, hai bên gia đình sẽ chính thức kết tình thông gia hết sức thiêng liêng và bền chặt. Thưa quý vị thân mến, như quý vị đang được nhìn thấy trên sân khấu lúc này đây là sự hiện diện của các ông bà thân sinh ra cô dâu và chú rể. Thì mình xin được trân trọng giới thiệu về phía đại diện gia đình họ nhà trai, đó chính là sự hiện diện của ông Phan Hữu Tú và bà Trương Thị Phương là hai bậc thân sinh của chú rể. Và về phía đại diện gia đình họ nhà gái, đó chính là sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Linh và bà Lê Thu Hương là hai bậc thân sinh của cô dâu. Giờ phút này hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin phép được cúi chào để cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay.